Chào mừng các bạn đến với chương trình giải đề của vstepcafe.com. Các bạn có thể thi và sau đó các bạn có thể báo đề lại cho bên mình, hoặc là các bạn có thể đơn giản là luyện thi rồi dùng các nguồn tài liệu bên ngoài. Các bạn có đề thi thì các bạn có thể đăng lên và bên mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn mức có thể. Thì sao ta? Thì đây là thông tin đề viết part 1, task 1 mà một bạn trong group báo cho mình. Thì bạn đọc đề chúng mình ha. Người bạn nước ngoài đồng ý chăm sóc con cho mình đi đi công tác. Thì bây giờ mình sẽ có nhiệm vụ là viết thư cung cấp thông tin là con mình thích ăn gì, ghét ăn gì và làm sao để chơi với bé, đặc biệt là buổi sáng, và nói về cái sleeping habits là thói quen ngủ và có yêu cầu là gì vậy hay không. Thì khi mà các bạn đọc cái bài này thì các bạn sẽ thấy là mình phải có nhiệm vụ là cung cấp 3 thông tin. Thì thông tin thứ nhất là thức ăn, là con mình thích ăn gì cho người ta để người ta biết, người ta chuẩn bị. Và thứ hai là làm thế nào để chơi với bé và vặt vào buổi sáng. Và thứ ba là về cái sleeping habits, là khi ngủ thì bé có gì đặc biệt hay không. Thì khi các bạn viết mọi thứ liên quan tới lại những cái thứ này á, thì các bạn cần phải là linh động, có nghĩa là mình không cần nhất thiết là phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện là ví dụ như là nếu như nó hay kêu mình là con mình thích ăn gì và ghét ăn gì, thì mình suy nghĩ đủ là nó thích ăn gì ghét ăn gì, không cần thiết phải vậy. Các bạn chỉ cần suy nghĩ là có thể nói là con mình rất dễ tính, ăn gì cũng được, thì vậy được rồi. Chỉ cần mình viết đầy đủ ba cái thông tin là thức ăn, thói quen ăn uống, rồi thói quen chơi đùa và thói quen ngủ, như vấn đề này là đủ, chứ không nhất thiết là phải là suy nghĩ quá nhiều theo đúng làm cho phức tạp mọi thứ lên ha. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích đề. Thì đây là người bạn nước ngoài đồng ý chăm sóc con như mình, và mình phải viết thư cũng thông tin là con mình thế nào thế nào. Thì vì thế thì trước tiên là mình phải cảm ơn, thank you letter, đầu tiên là phải cảm ơn đã. Tiếp theo là mình phải provide required information about the child, cung cấp thông tin được yêu cầu về đứa nhỏ, bao gồm 3 loại thông tin. Thứ nhất là food, likes or dislikes and any allergies. Allergies trong trường hợp này là gì ta? Là dị ứng, không ăn được. Những cái playful activities là cái thông tin thứ hai cần nói, là chơi với bé như thế nào. Và cái sleeping habits, go to sleep what time and any special requirements, thì ngủ vào lúc mấy giờ và cái quầy đặc biệt hay không. Thì các bạn có thể bây giờ mình tại vì viết thư cho nên là mình sẽ viết theo kiểu như là gửi với các bạn, là giờ mình sẽ viết opening và là closing trước. Opening có nghĩa là lời mở đầu và closing có nghĩa là kết thúc. Thì opening thì mình hay viết là Hi Max, thanks a lot for agreeing to look after Hannah. I really appreciate your help. Thì cảm ơn vì đã đồng ý chăm sóc Hannah. Rồi tôi rất là cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Thì cụm từ là agree to look after là đồng ý chăm sóc. Look after là chăm sóc. Còn appreciate your help là rất là cảm ơn sự hỗ trợ của bạn, sự giúp đỡ của bạn. Thì phong cách của mình là rất là đơn giản và ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề chứ không có dài dòng gì đó. Hi Max, how have you been? I hope you're all well gì cả. Thì cứ trực tiếp và nhanh chóng bây giờ vấn đề là được. Rồi cái phần body 3 chấm này á, thì bên mình sẽ tiếp theo và những cái bullet point tiếp theo mình sẽ nói sau. Còn giờ sau khi viết xong phần body rồi á, thì mình sẽ kết lại bằng cách là that's all I think you need to know. Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ là mày cần biết. However, should you need any further information, do not hesitate to write. Thanks again and hope to see you soon. Right, with love. Thì đó là một cái câu mà tôi nghĩ là trong trường hợp này dùng được, nghĩa là mày yêu cầu tao viết mày 3 thông tin đó thì giờ tao viết cho mày rồi. Tuy nhiên nếu cần thêm thông tin gì á thì cứ đừng có ngại ngùng gì mà cứ viết thư cho tao nhé. Thanks again and hope to see you soon. Các bạn phải hiểu rằng cái đề này là cái đề là người ta đồng ý giúp mình là giữ con cho mình đi công tác, cho nên mình phải cảm ơn người ta, cho nên là phải có một cái thư, trong một cái bài thư nó phải có một cái điểm nhấn gì đó. Rồi
cái cuối cùng là mình chế thêm là to expect my gift you must not say no, nghĩa là tao sẽ đem quà cho mày mà mày nhất định là mày không được từ chối đâu. Rồi đó là về phần opening và closing. Thì thật ra khi mà các bạn viết thư á, bạn xác định được là thư này là dạng thư formal hay là informal, cho nên là bài này là rất là informal luôn, cho nên là mình viết theo kiểu cái style và cái phong cách đó. Rồi về cái bullet point số 1 là thức ăn á, thì mình viết như thế này: As for the food, don't worry, Hannah was raised not to be a picky eater at all. Picky eater là người kén ăn. You'll be amazed to see that she's not like any other kids. She eats anything that is offered with dignity and a decent manner. And fortunately, she has no allergies. Please don't overthink about what to put in your meals. Câu này, cái cụm này á, thì trong đó khi bạn nói về food thì bạn phải có vài cái cụm từ mà liên quan đến lại chủ đề food. Ở đây trong đây mình không có nói nhiều, nhưng mình chỉ nói vài cái là picky eater là người kén ăn nè. Rồi cái từ là allergies là mấy cái từ là dị ứng. Rồi còn meals là bữa ăn. Vậy thôi. Còn mấy cái chủ đề khác á, mấy thứ linh tinh khác á, thì các bạn có thể thấy là mình chọn phong cách viết là đơn giản, có nghĩa là không có phức tạp hóa vấn đề. Rồi mình nói là giờ con mình rất dễ ăn, thì giờ không ai chấm về nội dung mình viết là có giống như là có phức tạp hay không cả, chỉ là mình viết nó theo đúng yêu cầu của đề, nói về đồ ăn, thức ăn là con mình ăn được gì và không ăn được gì. Thì giờ tôi chọn là con tôi là ăn rất là dễ tính, cho nên là mày sẽ thấy ngạc nhiên khi mà nó không giống mấy đứa trẻ khác, nó ăn bất cứ thứ gì mà nó được cho, và với một cái sự gọi là với một cung cách rất là đàng hoàng, và với một cái dignity, có nghĩa là một sự cao quý gì đó, thì mà nó không có bị dớn gì hết. Cho nên là mày đừng có suy nghĩ quá nhiều, overthink là suy nghĩ quá nhiều khi mà đưa đồ ăn vô trong cái bữa ăn á. Khi mà what to put in your meal sẽ là một cách nói, có nghĩa là nấu ăn nấu cái gì. Về cái body hai là bullet point thứ hai á, là nói về chủ đề là how to play with her especially in the morning. Thì giờ tôi chọn cái cách nói là con tôi là ít nói và rất là sao ta, độc lập, cho nên không cần thiết phải có người chơi chơi cùng. Tôi ghi là You see, Hannah is a quiet, reserved and independent girl who prefers to spend time alone rather than socialize with people, let alone those she does not know much. Luckily, she is into reading, so the best way in this respect would be to give her books, lots of them, and then she'll be all good. Thì trong đây á, tôi chọn cách nói là bạn nó cái con bé Hana này á, con tôi nó thích là dành thời gian cho một mình thôi, chứ không có thích chơi với người khác, mà huống hồ là những người mà nó không có biết nhiều, tức là không có thân thiết với nó. Trong trường hợp này là cái người giữ giữ con giùm á, cụm từ là let alone và not to mention, đó là nói chi huống hồ là, dịch lại nguyên câu ha, Hana là một đứa trẻ đứa, đứa 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 bé rất là ít nói, rất là độc lập, và nó thích là chơi một mình thay vì là hơn là chơi với lại người khác, mà huống hồ là những người mà nó còn không có biết nhiều, không có quen thân. Thì luckily she's into reading, so the best way in this respect, tức là nó thích đọc sách, vì vậy là cái cách tốt nhất để chơi với nó đó, in this respect là trong phương diện này, trong vấn đề này, thì là the best way in this respect would be, cách tốt nhất trong cái cách này, trong phương diện này á, là cho nó sách đi, và cuối cùng là nó sẽ ok hết thôi, she'll be all good, là mọi thứ sẽ ổn, tức là cho nó sách rồi thì nó sẽ thoải mái, không có gì phải suy nghĩ lo lắng gì đó cả. Bạn thấy là mình cũng chọn cách viết đơn giản, và mình không có kiểu như là mình không có nói là chơi cái gì cả, không, cứ quăng cho nó mấy cuốn sách là nó sẽ ok hết. Và mình vẫn trả lời câu hỏi đàng hoàng là how to play with her especially in the morning, đàng hoàng không gì hết. Cuối cùng là bullet point số 3 là về cái sleeping habits, là cái hơi khó đối với một số bạn. Thì khi mà nói về chủ đề sleep đó, thì bạn có thể nhớ cái hai cái từ này, một là từ early rise, à không, cái này là thiếu cái chữ r rồi, nhưng mà bây giờ làm biến ok, sao cái này tắt đó, sửa lại đi, early rise. Rồi tiếp. Rồi, early riser là người ngủ sớm và dậy sớm. Còn night owl là cú đêm, cú là owl, bằng vì thế nó ngủ trễ dậy trễ. Thì
Giờ tôi chọn là chủ đề là sleeping habits, cái nó cũng rất là dễ ngủ. Nhưng mà lần này ta phải chen thêm mấy cụm từ liên quan đến chủ đề ngủ nữa, là chủ đề là cái từ early riser. Hannah is more of an early riser, which means she goes to bed early and gets up early. Thì cái từ which means này mình nghĩa là điều đó có nghĩa. Thì chữ which này thay thế cho nguyên một mệnh đề đằng trước: Hannah is more of an early riser. Thì cái từ more of này là tôi chỉ là cố gắng là đang kéo dài từ ra và cho nó phức tạp cái cấu trúc hơn. Is an early riser đã đủ. Nhưng mà nếu như bạn nói là is more of an early riser thì bạn đang cố gắng thể hiện là ngôn ngữ bạn có cách có cái khả năng tốt hơn bình thường, bạn biết nhiều hơn bình thường. More of cũng như kiểu là thiên về cái xu hướng đó. For this reason, vì lý do này, simply put her in bed around 9 p.m. If possible, give her some hot milk and turn on some light instrumental music. She will fall into a deep sleep very soon. Rồi. Cho nó ly sữa nóng đi, rồi mở nhạc nhẹ lên thì nó sẽ ngủ thôi chứ không vấn đề gì cả. Fall into a deep sleep là một cái cụm từ của thường cũng thường nghe về chủ đề này, nghĩa là rơi vào giấc ngủ say, nói chung là ngủ đó. Ok, sau các bạn wrap hết mấy cái này lại thì các bạn sẽ có một cái bài viết hoàn chỉnh, và cần lưu ý là cái bài viết của mình cái yêu cầu bài viết hoặc task one là chỉ có khoảng 100 nhiều ta 120 chữ thôi, cho nên là nãy giờ tôi cũng không đếm chữ, nhưng mà có nghĩa là nếu cái này là mình học là một chuyện nhưng mà mình viết thi là một chuyện khác, cho nên nếu có thể thì các bạn có thể coi lại rồi sau bạn có thể viết đếm chữ ra coi cái số lượng chữ như thế nào. Ok, that's it. Thanks a lot for watching.